Ô, cá tê ăn tương ớt các bạn ơi, lên luôn, uống con cá tê, trời đất con cá tê nè, ôi ôi, nè các bạn ơi, con cá tê, đó. Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Tâm Rau Vlog. Là nói đầu tiên cho Tâm chúc sức khỏe các bạn nha. Bữa nay tiếp tục câu cá rô phi nha các bạn. Bữa nay mình câu dẫn địa điểm cũ luôn, bầy mồi cũ nha các bạn. Đây là bầy mồi cám tanh, cám gà. Này mình trộn sẵn rồi nha các bạn. Này dư bữa tối đó mình câu còn dư nhiều nè. Nãy sẵn rồi, dẫn tương ớt nha các bạn. Đây. Nãy giờ là canh phao rồi hết rồi. Chuẩn bị xong hết, chứ Thiện đi học chưa về nha các bạn. Đi học chưa về. Đây, đến luôn. Này, này, này còi miệng chai nè các bạn, dính bụng luôn nè. Hên không? Chưa móc mồi nó mới canh phao luôn á. Anh mà chưa móc mồi nè. Rồi mình rải ổ rồi nha. Rải ổ bằng cắm gà. Rồi nhìn xuống cạn nha các bạn. À, cắm. Nhịp vô. Giờ cũng chiều rồi, 5 giờ mấy rồi. Nắm ra ca 4 rưỡi, chạy về cái ra cần luôn nè, chuẩn bị nãy giờ mới xong. Chỗ đây không đều. Đó, lên. Tiếp tục nha các bạn. Rồi, bắt luôn mấy hàng nha các bạn. Đây, địa điểm cũ luôn nha. Tân Mỹ, Hàm Đất, Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An. Chưa tới ăn luôn các bạn ơi, chưa tới ăn luôn. Chưa tới ăn luôn, ghê quá. Đang canh phao lại, chưa tới lầm luôn chứ. Độc thiệt, quá nhại, bữa nay quá gơm. Rồi. Ôi, hai con luôn các bạn ơi. Ghê quá. Úi, đây. Bữa nay đánh ghê. Cá nhỏ này mình thả nha các bạn. Ui, cá rô phi vàng nè. Vô mồi. Có mớ cá rô phi. Hả? Có.
đó, thấy không? Đầu cá bự nha các bạn. Quá đã, quá đã, quá đã, quá đã các bạn ơi. Này đúng rồi, sạc đáy quá bùng, có bùng chứ. Cái này đè này có bùng nhiều nè, nên ăn lẫn chạy trên mặt đáy á, không cho chìm, mấy kia chìm chắc lúng mồi, không có bắt giữ luôn. Xuống là chắc liền không? Đó, xuống là chắc liền các bạn ơi, xuống là lầm liền. Đây, câu xíu nữa lên đèn sau, bữa nay câu tới tối luôn nha các bạn. Cho nên là đã về, giật chừng nào đã tay về nha các bạn. Các bạn xem video, các bạn ủng hộ hai cho con mình, cho mình một like và một đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để nhận thông báo mình ra clip mới nha các bạn. Các bạn là niềm động lực cho mình nha các bạn, em ra nhiều clip đi câu giải trí các bạn ơi. Chìm phao. Rồi. Ôi, gì vậy? Rồi. Không lên nổi luôn rồi các bạn ơi. Ở cái tê. Cái tê ăn tương ớt các bạn ơi. Lên luôn. Uống con cá tê. Trời đất con cá tê nè. Ôi ôi, nè các bạn ơi, con cá trê đó. Ôi ui, để mở đèn lên các bạn ơi. Nè các bạn ơi, nè cá trê nè đó, câu cá rô phi mà cá trê nè các bạn, nè dính nè, ghê thật. Hello. Ơi, hơi quá. Rồi, bỏ vô. Đó, thấy gì chưa? Một cảm giác tuyệt vời do mốt. Thôi, lên đèn luôn các bạn ơi. Đó. Ừ. Hai con luôn các bạn ơi, hai con bự luôn. Hai con luôn. Càng về khuya càng hấp dẫn nha. Đây. Ủa màu đỏ nè các bạn, màu đỏ nè. Đó. Lấy con bự trước cho chắc ăn nha. Bỏ vô. Còn em mini này. Quay về đi. Quay về với mẹ đi. Đó, nó hỏi về khoái không? Hỏi về khoái không nha các bạn. Nó kéo kìa, nó kéo ra kìa. Vậy mà không ghiền sao được các bạn. Lên luôn. Mình tao bảo là không có giật chứ vậy đó. Nó nè các bạn.
lết nghe chỗ này, lết chỗ này là cỏ này láng luôn. Nói chung cá rô phi mình xả mồi á, bữa nay cái mai mình lại câu nữa là nó gom dữ lắm, nó cứ quằn quằn nó nghe mùi mồi mình á, như ngày nào mình có cho nó ăn á. Đầu bữa nay lụm được cá trê ngon quá các bạn ơi, nó nấu canh chua, chuối cay rồi bắp chuối. Đây, cá bự nha các bạn. Đấy, đó, đó. Vô. Đây. Có một cần thủ đang ghiền nha các bạn. Nó chỉ tiền mới đi học về các bạn. Đó. Nó học về ghiền lắm rồi đấy. Bột lại chiều về hả? Dạ chắc chưa cơm nước chạy luôn ha. Hai cho con quýnh mồi khác nha các bạn. Mồi mình là quýnh mồi mềm. Mềm, còn chứ thiện quýnh cắm cứng của mình. Cứng con ngắt luôn. Thì đã xanh. Mình thì quýnh mềm. Có nồi giải, con lấy nồi giải chưa? Đằng đó có nhiều giải chùi. Đó, phao ba gạch đó. Đấy, nó. Trời ơi. Có cần mini nữa hả? Đưa. mình mới dính cà trê về chứ thiện đi săn cà trê rồi. Quanh mấy tháng nay mà dính con cà trê này, dính con cà trê nhờ đi săn cà trê. Trời đi. Cá của mình nhão luôn. Nên tỷ lệ sốc nhanh lắm. Dễ sốc. Quýnh qua xích có vên ba nè, đang gom. Nhỏ quá, gom cái nhỏ. Chỉ còn đi săn cá bự hả? Đó, đẩy liền là biết rồi. Đó, giật. Đẩy liền cá dày mà nhỏ hả? Ê, hai em luôn. Ủa giờ đánh cặp không hả? Giờ đánh cặp không hả? Ừ. Đây, đánh cặp không các bạn ơi. Hai em mini, thả hết luôn nha các bạn. Cho về với mẹ nó đi. Mẹ nó đang cho bú. đang cho bú mình là ra ăn hả? Mẹ nó đang cho bú. Được, xả ghê không? Cám của anh Thiện xả xuống chắc trúng cá cái này, cá xây mồng mồng này hả Thiện? Nó đâu trời sập không? Ăn theo bầy. Họ có bầy có bự vô. Xả miếng đi. Quýnh bài mồi gì mà giấu đâu à? Cắm ủ à? Chiên quýnh cá trê hả? Vậy cá trê mới ăn chứ. Đó, múc phao luôn. Lên luôn. Mini các bạn ạ. Mini.
cho ăn rắc ra mấy miếng này, rắc sơ ra ngoài á, đừng bỏ vô trong. Ớt này lăn đó. Bà nhão nhét luôn, bóp dính tay sợ luôn. Mà nhại quánh dậy vừa xả ổ luôn. Đó từ cá nhỏ không giờ, tới cá nhỏ vô này cũng được, được con khô nha các bạn. Được con khô nha các bạn. Được con khô cứ bắt. Nhão quá, ướt. Ướt quá chị mình lại bóp vô hay nhão quá. Có kịp rửa tay đâu. Có kịp rửa tay đâu. Kệ nó, mình công về kia kiếm cái trê thôi. Được lúc nào cứ nổ lúc đó chứ. Rầu 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 gì vậy? Rầu đó hai con bự luôn các bạn ơi. Hên gì? Mồi người ta đang ủ mồi ủ. Hên gì? Ừ, hai con bự luôn nè. Lên không nổi luôn cái cần nè. Lên luôn. Đó. Thấy chưa? Nè các bạn ơi. Nó dày nè, sao không mê được. Dày sao không ghiền nè nha các bạn. Đó. Nè, khá quá thiệt. Khá quá ha. Đánh kiểu này thôi. Đánh hết cá luôn. Cào kiểu này cá nè. Báo tín hiệu. Cũng khá nha các bạn. Trung bình thì lên luôn. Đi coi. Ủa, bự thiệt. Hay quá chứ thiệt ơi. Đó cô hay thiệt. Giờ lên coi. Đó. Cú ba thải cho xa ra, mình lần lần thải xa ra cho hai cục mồi nằm hai nay, cái tỷ lệ tính dính hai con nhiều. Chiều giờ dính hai con nhiều lắm á, liên tục á. Chiều dính hai con nhỏ. Bự rồi. Hai con hay gì vậy? Bự quá, ngon rồi á. Có lấy rồi á. Đó, bự đó các bạn ơi. Này. Xích vô, sảy à. Ừ, con khô đó. Chạy ghê không các bạn, chạy vô đây cho anh lên luôn. Bự cũng khá rồi, đem lên chơi ra coi. Bằng không cành cái nhỏ cái đi. Ê, con này xong rồi bị mớm này, mất cái màu trên nè. Mê dịch nãy giờ chưa khát nước, chưa uống. Con chèo vô chưa uống. Nước đi, uống đi con. Không khác. Ngày tôi chưa uống được lít nước. Trời ơi, ráng uống nước vô. Uống nước nhiều tốt cái gì đâu. Mình đi uống miếng nước các bạn. Nắc được.
Nè, chỗ đó hơi sâu, vì cái mặt hồ nó cũng không được phẳng mấy, thả trúng ngay ổ rồi. Không phải tát cái mình coi chỗ nào mình câu mình chà liền ha. Đó, đẩy. Rồi, đẩy rồi, vô. Cái gì vậy? Bự cá trê, không lại cá trê nữa ta. Ủa, con cá dính bụng hay dính miệng đây? Để khám phá theo cái dính miệng, cái dính bụng nha các bạn. Dính miệng. Đây, dính miệng nha các bạn. Đó, tầm này mới đã nha các bạn. Ngày bảo cá của hai cha con mình rồi. Sáng quán cơm không mở cửa, con đi ăn phở. Rồi. Thấy chưa? Rồi. Thấy chưa? Quá độc. Hay quá. Dính bụng hả? Ngại tính. Thấy chưa? Ừ, hay quá. Này, cá bự. Không chịu ăn lần nữa, ủi nó húp ngoài hả? Cá này còn nhỏ rồi, mấy cá bự nó không chịu ăn ở ngoài không à. Lợi canh mấy cái con húp lại ăn kìa. Làm đi thuốc nữa. Ê, gì vậy? Rồi, lụm hang. Chó đó như chó bắt tư mà nó sủa từ chiều vô luôn á. Nhà mình có con chó của ông anh á các bạn. Lấy máy quay ra chuẩn bị quay phim lên gì trời, đâu có con sủa. Chó độc thiệt. Sủa ghê. Có tội nghiệp chó trong nội con bệnh chết nè. Chó nào? Chó bự á. Chó cọp ngay cái xanh á. Chết rồi hả? Chết rồi. Gì kỳ vậy? Ngồi đem chôn rồi. Không hay ta. Còn tội nhúng nó cắn rồi. Chết đâu luôn á. Không được chôn. Chết đâu á. Có cái chó chết là thường đi mấy chỗ ấy chết rồi. Có chó đó chắc còn chết ha. Chết không biết. Cái chó đó mà thả ra chết luôn. Không biết đâu. Chó gì sủa từ chiều vậy luôn á. Đó. Có tín hiệu. Cái gì vậy? Chạy dữ vậy? Gì nó lại đó. Gì mà không chịu nghe lời hả? Vậy thôi chứ mập nè. Cá này mập ghê. Thấy không? Con khô nha các bạn. Lưỡi BKK này dữ thiệt. Chiều cá trê dính vô như vậy mà vòng. Dính mép ngoài. A few moments later. Mình xin kết thúc video các bạn ơi. Kết thúc video. Đẩy cá lên nha các bạn. Đây. Một khúc cá luôn nè. Đây các bạn. Một bông cá nè. Có con cá trê trong này luôn nha các bạn. Rồi mình xin phép về. Các bạn xem video cho hai cho con mình một cái like, đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để nhận thông báo tâm ra clip mới nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp.